Quê hả? Quê hả? Đâu? Chào Phát ơi. Bé Hà ơi. Dạ. Chào ông bạn cái ơi. Rồi xôi chỉ rồi. Có cái đen mình tường. Cô chào chú Hà. Chào tất cả. Quá dữ dằn. Giống lắm rồi đó, giống á. Giống cái con đó đó. Chị nâu gì đó. Chim đó là chim cánh cục. Dạ, một cái bánh. Phim bà dám đồn giá là cái 70 ngàn nha các bạn ơi. Ghê đi. Thôi mình tấu hài đi. Lâu em lạnh kìa chú Hà. Sao hả? Nãy vui. Nãy con chậm chú Long gì ạ? Không, chậm chú Long là em coi coi buồn hay vui. Em thấy buồn á, cô hỏi thấy vui lắm. Chú Long đang chơi tập lô với bé Hà. Kỳ vậy? Một ngày không nói gì cả. Thử thách okay. Thử thách không nói gì khi quay bánh xèo hả? Thử thách thất bại. Nãy giờ bánh xèo, nãy giờ tôi đang nấu. Để em thử là được hết trọn vẹn video nha. Chú mình, chú giống mình tấu hài đi. Ôi bé Hạ làm gì chú Long không nói gì luôn các bạn ơi. Tiêu à. Toan à. À, chơi vậy luôn hả? Ê, 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 Phan Phan, đỡ cái tay lại coi. Dạ. Đây, đây cái gì lạ lạ ta. Có gì đâu. Có, cái gì thấy có. 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 It's me, chị dưới đây. So với, ủa so với tuần trước hình như tuần trước cũng đông ha. Thứ bảy tuần trước cũng đông. Vắng nha các bạn, quá vắng luôn. Rồi hai thử thách, hai chú cháu cứ thử thách đi. Tôi tụng lé cái thầy ông. Rồi các bạn ơi, đó ở trong được bốn cái xe nha mọi người ơi. Khách bên ngoài hôm trước là khách ngồi ở hai bên luôn. Thời điểm bây giờ là giống như thời điểm cao điểm của các cuối tuần của mấy bữa trước đó các bạn. Và hôm nay khá là vắng nha mọi người ơi. Sao ngon không? Dạ, ngon. Ngon hả? Ngon ăn con cái. Chà bá. Cá chà bá hả? Em không nổi hả? Gì vậy? Sao nay cái tơi chằng à? Sôi sặc lô không ta? 200 rồi. Đâu có, sạc lô là hài gọi là cái gì? Hài Em lặng á. Không phải, gọi là cái gì nè? Thì là hài câm. Kịch câm. Kịch dạ. Kịch câm. Hài. Action game không ạ? Sao? Dạ, không gì. Thôi thôi, chậm cho bạn nói chuyện nghe đi. Ơi. Bắt đầu luôn con hàng khỏi nói luôn con, mình luôn con. Sao, ở bạn ăn cơm chưa? Đúng không? À. Bạn đi làm gì đó? Bạn ăn cơm chưa? Dịch. Ăn rồi hả? Ăn mì gói đúng không? À, ăn bò kho. Là sao? Cuối cùng là ăn chưa?
vui không bà cô chú? Vui quá trời vui đó. Cái cảm nhận là đứng nói chuyện hết khổ nè. Rồi 10 phút nha mọi người ơi. Để cho cái không vui nè. Đó, không phải là nhiều. Rồi, có đơn cô dắt cảm nhận ông bà lúc quay nói chuyện hay là quay im re. Con gái kia của sao chú Long tự nhiên im re. Rung im nói chuyện vui không hay là đứng quay vui lên ai à đứng vui nói chuyện ngồi đó là giờ đã mới chưa thì chúng ta đã hai món từ đông bắc từ tân chiến hiệp quận 12 thời gian bán của tỉnh là 12 giờ đến 12 giờ. Ba chảo nha các bạn ơi, mọi người ơi, á, bánh xèo đến rồi đây, quá tuyệt vời. Xèo tôm hả? Ba bánh tôm. Giật mình. Đổ không? Vậy thôi. Sợ là nếu mà không biết đổ không? Không biết đổ không? Để biết chứ. Biết chứ. Người ta biết chứ. Dễ đúng không? Dạ. Quá dễ luôn mà. Ủa bên kia bánh không màu xanh chưa? Rồi đúng không? Nói gì chặt bạn cho vui con. Không phải đang làm gì đâu. Đâu có phải là muốn vui là vui, muốn nói là nói đâu. Bởi vì muốn vui là nói. Đây là giống như một idol á, nổi tiếng lắm á. Dạ, nó biết mà. Biết không? Được lên báo. Có lên báo hả? Dạ. Báo nào? Không có biết đâu. Sao biết? Sao biết có lên báo? Được, con thấy. Thấy đâu? Không, có hả? Có hả? Nó mới ra đó. Bạn mà mới vừa đem bánh xèo cho con á. Dạ ok nha. Không phải. Khách á, khách á. Sao giờ cay bạn bạn bị mất mình. Bạn nói chuyện lên chứ nãy giờ thấy bạn đi ngoài đó. Căng thẳng á. Bánh xèo này sao? Đẹp không?
đây nè, trái này không. Bé Hà cứ miệt mài đổ bánh xèo nha các bạn. Sao sao? Con như nãy con quan sát con thấy là đổ bánh xèo mấy có mấy bước. Dễ không? Dễ đúng không? Đúng cũng dễ đúng không? Dạ. Ừ. Nhưng mà đổ xong bánh xèo cháy không là một chuyện khác à. Dạ. Ôi hả, à, hôm trước gặp lần rồi. À, muốn kiếm tiền. Hả? Cái gì? Cái gì, cái gì? Nói nghe. Cái gì? Anh nói với bà mà bà không nghe gì hết. Không hiểu. Bạn chưa? Chưa. Không biết chiên. Tối nay về chiên lại coi. Bữa trưa chiên thử nó bị cháy. Đổ nước. Tức là bắt đầu đổ nước vô rồi. Đổ nước lấy cái tâm chị nhập nước. Có tâm nữa hả? Đúng rồi. Xíu rồi. Đổ nước vô tâm lấy cái tâm nằm hết vậy như năm qua năm vợ cho nước nắm vô rồi. Đổ nước nóng luôn không? Nấu cho nóng không? Hay sao? Tức là bỏ nước vô trong cái chảo hay sao? Thì là lấy mình đem chảo đây mình làm cái này không? Bỏ nước chừng 1 phần 3 chứ mình xưởng thôi. Là nó ngập rồi, ngập 1 phần 3 thôi. Đúng rồi. À. Rồi xong rồi lấy rồi, mắc lửa lên thôi. À. Lấy cái tầm nằm vô. Rồi mấy chiếc lạc xưởng cho nó thấm nước vô đều. À. À, xong rồi nước nó vừa rút có chế một miếng dầu thôi. Vừa rút là phải rút mà rút ít thôi. À. Rồi, cho được xét được rồi mà rửa vô thôi. À. Xong rồi bỏ một miếng dầu vô. Giờ là trong đó còn nước, trong chảo còn nước. Nước mà nước có lượng ít thì ít thôi. À. Bỏ một miếng dầu vô, lắc lại. À. Là sau khi hết nó khô là mình lấy ra thôi. Bỏ dầu vô sau khi mà nó lạc xưởng đỏ lên một xíu là cái dầu là lấy ra. Rồi ok. Bữa làm rồi nhưng mà ra nó. Cái con chiên nó dễ hơn ngày chiên nè. Cắt lạc xưởng nhỏ đi. Cắt luôn hả? Chiên là phải cắt chứ. Cắt thì nó không xuất nhiều. Đúng rồi, chiên mà mình chiên cắt nhỏ nhỏ cho nó dễ chín. À. Xong rồi bắt nước lên, bắt dầu lên. Dầu nó vừa sôi lên bỏ vô lăn qua lăn lại nè, nó chín rồi. Rồi. Mà lửa kêu nha, lửa đấy quá. Là rửa yếu phải không? Chứ lửa lớn là nó cháy à. Không có cháy. Lạc xưởng không đem. Gì lạc xưởng không đem là sao? Lạc xưởng không đem là nó cháy khét đen. Đâu làm được nói vậy là làm được. Ổn à, này anh quẩy này anh múa lửa luôn à. Ừ, đang ở Dubai nè. Lửa yếu à. Ôi, về
chơi bánh nặng không? Nó nhẹ xưa nhẹ họ mà. Lửa hơi yếu nha các bạn người ơi. Mấy bánh chị? Thôi về luôn nha. Chúng là 35 ngàn. Về luôn nha cho anh đi liền. Một cái. Rồi. Về luôn hả? Ok ok. Một cái cho cô đem về. Chú Long. Long là rồng. À nói Long là rồng. Lông ra đồng. Còn cẩu là gì? Biết nhưng mà không nói được. Biết nhưng mà không nói được. Sao không nói? Người ta hỏi cẩu là gì? Cẩu là chó. Còn miêu là gì? Miêu là con mèo. À ồ, hết xăng, hết xăng. Được không? Ê, bánh xèo kìa, bánh xèo kìa mọi người ơi. À, quay đầu thôi, không có bánh xèo nha các bạn ơi. Không có khách vận đổ hả? Hả? Anh, có anh bạn tới anh hỏi là không có khách vận đổ nha các bạn, vận đổ đỡ mà. Lẽ mà khách vô thì mình có liền đúng không? Dạ. Nhưng mà đổ nhiều quá thì sao biết không, nó lâu quá nó nguội á, mọi người không thích á. Dạ. Cho nên phải đổ từ từ thôi. Có khi nào khách vô hỏi không? Có chứ. Có khách hỏi chứ. Cái gì vậy? Chú này lầy lắm. Hôm nay vắng mọi người ơi, vắng rất là vắng luôn. So với các chủ nhật thứ bảy khác là cuối tuần là đợt này mình thấy là khá là vắng luôn á, mình không hiểu lý sao do sao á. Ông bà cô chú hình như là không cái gì vậy? tấu hài. Hôm nay này có cái anh bạn này anh tới anh tấu hài nha, cho bé hài nha các bạn ơi. Sao anh thấy cái bánh xèo cái lúc trước anh ăn so với bánh xèo bây giờ nó khác nhau như thế nào anh Đạt? Không khác gì hết. Ngon hơn hay sao? Ngon hơn một xíu. Ngon hơn một xíu. Nó đừng bàn đây khán giả nhiều lắm đó. Rất là ngon nha mọi người. Thì bánh xèo này ăn rất là ngon. Ừ. Yeah, chỉ có một từ, ngon. Vậy thôi. Yeah. Và các bạn nếu mà muốn cập nhật tình hình giá, một là chạy tới đây ăn, hai là chắc chắn rồi phải đăng ký like và subscribe kênh Văn Hóa Ẩm Thực rồi. Rồi sao nữa? Cuộc sống Văn Hóa Ẩm Thực. À. Rồi sao nữa? Yeah. Vậy đó. Dạ, các bạn nhớ đăng ký nha. Nhớ tôi đăng ký rồi nhiều xíu.
thằng Miu PC. Các bạn nhớ đăng ký câu quảng cáo nhiều nha, mình có tiền coi, mình có tiền Miu PC nữa. Miu PC hả? Đó. Nói chung ở đây hơi vắng nha các bạn. Vắng nè. Vắng là mình tính gọi là thuê anh bạn này tới. Ơ, ghê hết. Oh no. Mời để con quất khách cho. Ơi, mời mọi người giúp anh bánh xèo đây. Căng quá. Mời gì đâu mà khán giả khách đi hết luôn rồi trời. Sao 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 chú nói sao? Là mời em bánh xèo đúng không hả? Hả? Chú cho em bánh xèo chú. Rồi sao? Trước khi mời bạn bánh xèo nói à chú, chỗ kia có mấy cái đậu bánh xèo ngon lắm mà. Nói sao rồi sao rồi sao đấy. Chú bánh xèo gì? À, tính tiền. Đó, nhân ơi, nhân ơi. Dạ. Cái 35.000 mấy cái vô tiền 1 2 3 4 5. Ờ chết. Lớp mấy hả? Dạ. Lớp 7 á. Ngày nay không quên học lớp 5 ngàn. Giờ là nhỏ thôi. Mấy tính ra cái số này. Trăm... Ủa? Ba cái. Đúng rồi. Đúng rồi. 35.000 cái, 8 cái nhiêu tiền? Dạ, 8 cái nhiêu tiền? Ba cái lâu dữ hả? 1, 2, 3, nó tròn. Tiêu toàn. Bắt cặp đi. 35.000 trái, 1 cặp 2 cái 70. Là 4 cặp là nhiêu? 7, 4, 5, 8. Ôi, giả là kêu thằng đồng toán học siêu trí tuệ Việt Nam. 15.000 đúng không? Trời ơi, thất vọng ghê luôn á. Ba không chơi ra được 1 tháng luôn. Ôi. Thôi lại đi, chơi cái khác lại đi. Bây giờ ở đây bán này cũng tối nhau, chơi cái này chơi gì. Sao nó tối vậy ta? Ai nói năm tư? Đúng rồi. 3, 4 cái là 140. Vậy luôn hả? Dạ. Ủa nó sai trời. Rồi. Ôi chú này thì lái người nguyên con xanh luôn. Xanh lè luôn. Chơi ai chơi bấm máy tính ông siêu trí tuệ Việt Nam kỳ trời. Tại mấy cái tính nhân này thường quá, bây giờ chơi phải tính chia. 5 cái. Ủa chú đang 2 cái á? 2 cái à?
Vô trong luôn, vô trong luôn cô ơi, chị ơi, vô trong đi bé Như ơi. Bé Như vừa ở Bến Tre 71 không, 71 Bến Tre không? Thôi đổ cúc kích, cúc kích nhiều rồi, rồi còn bột nhiều lắm nha quý vị. Rút kinh nghiệm là má sao tối hôm nay nó bị tối tối vậy các bạn không biết cái video nó sao nó tối tối ta. Không có chú Lâm thắt sáng á. Dạ. Dạ chị, tối giùm em với nha. Hôm nay sáng nha. Gì vậy? Ê, con đừng có dạy em nó khóc đó nha. Trời ơi, cứ giỡn hoài con. Ô, cảm ơn em nha. Chiếc đằng kia đó nó dăng vô. Đây không còn đông giống trước nữa ta, kỳ đó. Nó bị gì vậy? Hết hết bánh xèo đánh bàn rồi nha quý ông bà cô chú và các bạn. Bạn gì? Bạn gì? Bạn Hà của chúng ta. Hà. Ờ đúng Hà các bạn. Hà ở đây đó sẽ làm cách nào đó. Đúng một cái thông tin của bạn đâu. Sau đó bạn sẽ kiểu tìm một cái gì đó mở ra được. Bạn tìm cái gì đó. Cái gì đó. Cái gì đó. Mà còn cả lắm. Bạn sẽ tìm một cái điểm nào đó. Về mà sẽ tìm một cái điểm nào đó. Một chỗ nào đó. Bạn sẽ chọn vào. Bạn sẽ gọi là bạn núp xuống dưới. Bạn sẽ tìm một cái chỗ nào đó mà dở trốn nhất, bạn trốn xuống dưới đó. Ừ. Cái giá bên trong, cái giá. Cái sạn mà. Ủa.
cái sẻng. Sẻng hả? Ừ. Sẻng. Ừ. Đó, đó là cái sẻng hơn, bạn lấy cái sẻng xúc lên. Xúc hả? Xúc sao giống như xúc cát rồi dữ người ta. Cuối cùng này giờ nãy giờ đang mô tả cái vụ làm bánh xèo mà giống như chúng đang trọng hồ dữ trời. Thiệt luôn á. Bảy ba là sao? Sao bảy ba? Không biết. Đó, bây giờ bánh đang dần khô lại. Bây giờ bạn như mình sẽ xúc lên nha. Rồi chưa? Bạn nhấc lên. Nhưng mà nhấc lên không được, phải nhờ cái dùng cái giá để lấy lên nha, dễ còn bị rách. Anh mô tả cái việc mà làm bánh xèo giống như anh mô tả người ta đó, đây là cái công trình mà các bạn là... Công trình luôn hả? Đây là cái công đoạn. Bạn Hà đang đổ bánh xèo chúng ta ăn. À. Mình vẫn không hiểu tại sao là cái này vô sao mà tại vì nó nằm ở trên được, không hiểu tại sao. Cái đâu? Cái bột á, không biết nó vô sao mà sao nó nằm ở trên được, cái mà cái nhân nó nằm ở trên được. Trên đâu trên? Nhìn kỹ coi. Nằm ở trên mà. Một nửa trên. À, vậy anh đang thắc mắc tại sao là tôm thịt là vô trước. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Bột là vô sau. Dạ. Yeah. Mà sao là tôm thịt nó nằm ở trên đúng không? Dạ. Yeah. Trời ơi, coi tiếp, quan sát tiếp. Tiêu rồi. Nhưng mà lý do sao mà bỏ dầu vô trong củi lại bốc cháy? Lý do sao bỏ dầu vô trong củi lại bốc cháy? Đó là món tự nhiên đó, giải thích nghe coi. Biết không? Nói chung là anh giải thích không được rồi giờ. Biết sao? Không. Bà cũng đâu biết đâu. Ở dưới xăng mà vô lửa nó cháy thì tôi còn biết chứ. Cũng biết xăng vô lửa cháy đều tự nhiên. Cái này là củi là cây. Cây gặp lửa nó cháy. Cây gặp lửa nó cũng cháy. Nhưng mà nó đang có lửa. Có một cái nhập lửa. Tiêu rồi. À, hết kèo rồi, hết giờ. Dạ. Thứ ba được xả kèo, thứ ba đi mất luôn rồi. Này nè, ổn bao nhiêu Long đi từ sáng giờ. Vậy khán giả họ coi họ để ý, họ theo dõi là họ để ý lắm á. Hay thì là chạy xe khác hả? Nó chạy xăng nhưng mà nó pha hình nhớt cơm vô nên là nó sẽ tạo cái mùi rất là thơm. Tùy người.
hết đến đây thôi nghỉ. Rooftop là nóc nhà hả? Phải không? Dạ, rooftop. Rooftop hả? Là tiếng Anh hả? Dạ. Phải không? Nóc gì nó không thấy, nó không trồng hả? Ừ. Là đúng rồi, ngày nào mình đã đọc vô lấy gì nó không thấy được. Bạn, xin lỗi, đừng có dứt lên. Xong rồi đây, xong rồi ra, xong rồi xuống lấy đây, xuống đất lấy luôn. Dạ đúng rồi. Dẫn hoài. Cái chợ này nè. Ồ bây giờ 8:30 rồi nha mọi người ơi. Hôm nay tranh thủ thì chảo này hỏi rồi, không có nặng. Không có nặng gì thì cho nó mình cầm vô. Cầm chắc xíu. Tổ lô anh tổ lô anh vô đây. Video lên chiếu view, nổi tiếng khắp Việt Nam. Mày thiệt nổi tiếng khắp Việt Nam không? Bé Hà, nó nổi tiếng ra thế giới không mày? Cái gì? Nước ngoài nhiều gì coi xem nhiều lắm á, rất là nhiều khán giả bên Mỹ rồi á. Mỹ thiệt mà ông bà coi chú xem nhiều lắm á. Thôi bây giờ 8:30 rồi, để về dẫn anh John về nha các bạn, để anh ngồi anh sầm quá nãy giờ chịu không nổi rồi anh dễ đi. Rồi bye bye bạn đi. Cảm ơn ông bà cô chú đã xem theo dõi video. Hẹn mọi người là ở các video tiếp theo. Bye bye tất cả ông bà cô chú nha. Bye bye. Bye bye. Rồi bye bye bạn luôn. Ok. Bye bye bạn luôn nha. Bye bye bạn. Bye bye. See you again. Bye bye bạn nha. Rồi tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp bạn ở các cái video tiếp theo. Bây giờ nói chung cũng có khách lai bạn, phía trong cũng có mấy khách này. Hôm nay nói chung hôm nay cuối tuần như vậy là ít đó các quý vị ơi. Tối thêm miếng nữa cho nó dính lại. Hả? Ủa, đổ tí nó rồi, đổ thêm miếng nữa cho nó dính lại vậy anh lấy luôn. Không. Được rồi, nó khô rồi mà. Đó. Đó, bỏ nó ra. Lấy cái chảo để vô khóc lên. Giỡn hoài. Còn không khóc này qua không được. Đó. Rồi, bye bye mọi người nha. Yeah.